chuẩn bị ăn hủ tiếu này, gần bò hầm trong nồi áp suất. Đây là rau ăn. Đấy, món này là phải có những cái loại rau như vậy ăn nó mới ngon. Mấy gần này đã ăn gần bò. Gần ngon. Quên. Và không thể thiếu đó là giá. Giá tươi sống như mọi người. Là giá tươi sống. Bên cạnh đó là cái gì đây? Hành. Phải có hành. Không có hành. Mọi thứ đã chuẩn bị hành đó, hành đây là hành cũ nữa. Bên cạnh hành cũ là đặc biệt đó là wow, thịt bò tươi thắt mỏng cho cái tô phở nó trở lên gọi là hoành tráng. Đang là thái gân bò. Ôi, tôi nhìn thấy thái mấy cái gân bò nhìn đẹp. Có vẻ nó hơi như dai dai. Nếu mà nó dai có thì được. Nhai kỹ kỹ chắc ok. Bỏ lại. Dài quá. Tại vì nó dai quá. Bỏ mấy cái này luôn không? Bỏ vô luôn. Bỏ chung vô cái nồi đó luôn. Tôm hùm rang nha mọi người. Rang men. Không, rang hơn. Rang ngọt. Để lại cho nó rang nước đấy. Rang chín. Quên rồi. Chưa, ngon nào, ngon này hả? Ok. Ok, nhận nổ vô. Chưa chín mà. Này đã tắt bếp à? Kia. Chị ra cha phụ mất lại nhé. Cha Mỹ Tuyết, chỗ này chỗ kia quá ủi. Mai về mệt quá, đau lưng xương sống. Tí nữa mệt được, được cho hai tôm ở. Rồi hết luôn. Được cho hai con tôm này. Ui, tôm nó không có sửa, muốn ăn bao nhiêu ăn. Đó, cái con này chưa lại. Bố ăn rồi, còn lắm. Một bình nó bao nhiêu? Cho quá.
7, 8 16 con mà bao nhiêu tiền? 8 con cha. 8 con, 20 đô một hộp này nhé. Một hộp có 8 con à? Đâu 250. Bây giờ chuẩn bị tới giờ cơm tối. Một đĩa tôm đã ra. Hoành tráng. Hi. Đây là món giọt thủ truyền thống chỉ có ở China mới có thôi nhỉ. Những chỗ khác không có đâu. Mỗi người con tôm thì bây giờ mình sẽ thử tôm trước. Đấy, còn phở thì sẽ ăn từ từ. Cái này ăn trước hả? Kiểu ăn như là ăn appetizer sao? Ăn phở sau trước á. Anh nào vừa ăn phở quán đó sẽ ăn đó trước, ăn phở sau ạ? Ăn này trước. Con phở ấy phở ra thì ngon. Đấy, bây giờ mình sẽ thử một con tôm gọi là to đấy, ăn nhiều đấy, gọi là ăn appetizer. Chứ cái này nóng được, con nóng được. Cái đỏ ngon hơn. Cảm ơn cha. Phở này ăn. Để ba đây. Phượng chém bên đây. Để đây chút có sẵn. Từ nhà nó qua đây đấy chả. Từ qua đây. Tí nữa này này này. Không để dành à? Có, con để dành. Con để dành không chơi rồi. Thôi, bây giờ mời mọi người nhá, thử con tôm này. Mời hai cha. Mới có đầu ăn thường đâu. Khói bọc vỏ luôn. Cắn một phát coi xem thế nào. Như sốt có được không? Sốt ngon. Mềm. Ngon nha nhà bên. Ngon lắm. Chưa, chưa ăn mà. Cái bỏ vỏ. Vừa vừa. Cho con. Vừa. Không mặn hả? Không mặn. Ăn cái đầu nó ngon đấy. Đầu nó nhiều gạch, nhiều gạch. Ngon lắm mọi người. Còn tính con bóc cái vỏ nó đi nha mẹ. Chụp giá trước. Giá chụp. Thôi rồi. Thôi làm. Giá hầm hơi á hả? Ờ, cho cái giá hơi. À, ăn phở là không thể thiếu được. Ừ. Mà ăn giá sống không à? Ăn giá chín. Không thể thiếu. Trong đôi khi nó bảo là giá hầm hơi chứ là phải giá chung. Nó vậy, nó dùng cái danh từ giá hầm hơi. Cha có ăn không? Chờ lấy cái chén cho mất không, ra đi. Không, cứ bỏ ra ngoài bàn ai ăn thì tự xúc thôi. Tự xúc vào chén. Cái tương này, cái tương. Cái phở. Chỉ là một người phở này gia truyền nha, như là bao nhiêu đời. Quê sao ai ăn phở? Qua đây mới ăn phở. Qua đây mới ăn phở. Quê sao nào biết phở? Sau đó lại sẽ bỏ tí hành. Bây giờ qua đây ăn phở này ở Việt Nam có chứ mẹ. Thôi mà không ai ăn được quê. Hủ tiếu ở dưới quê Tiền Giang, hủ tiếu Mỹ Tho này kia.
Còn cái mì nữa không? Ừ. Wow, thịt bò đây là cái chiếc thịt bò của Tim Lam Vang. Đây là chúng ta làm sẽ cho một tí thịt bò vô để chung chung vô cái nước này hay nước bên kia. Nước này nó đẹp cái nước nào. Thịt sống cơ, cái này chín. Con hầm cho con. Cho hầm. Cái này tôi còn chín. Em ăn để sống rồi. Đạn sống á, bỏ cho hết. Xíu rồi trong này em ăn lên, đang ăn tái, em nên bỏ tái vô trong. Không nghĩ là bỏ cái tái này lên cái tô xong chan nước vô. Đấy. Rồi. Đại khái như vậy. Đại khái là như vậy. Tái ngoài. Tái ngoài. Tái ngoài, chan nước nóng vô để nó sôi mạnh nó đổ vô. Đấy, còn tái trong, tái ngoài nữa. Trong, tái ngoài. Còn lại bên kia đi họ tái xong rồi cho cái cây á, mấy cái mè này này trộn vô, xong rồi nhúng vô bát. Đúng rồi. Có thấy. Thôi mỗi nơi ăn một kiểu. Bữa nay trời ở ngoài trừ 30 độ. Xe nhà phải chỉ bên Hawaii phải ăn tại ngoài. Ăn đây mới đã. À có gân chưa? Hồi nãy sao cái tô của chị chưa bỏ gân? Nó đang xuống. À chưa thấy gân mà. Không bây giờ thái đi thôi, là tô của cha Phình không có gân. Vớt cha Phình lấy cái tô vớt cái gân nó đang nằm trong cái nồi này. Cái nào mà nó vớt vậy? Đó cái này à. Cái này trời ơi. Để cho nó biến nó cái gì đâu. Đằng nào cũng chụp đó. Gân này đây, bên này này. Gần góc đó đó. Đó, móc lên rồi chờ chỉ đấy. Đó, rồi cho nó hết nước rồi bỏ ra cái tô luôn. Đấy, còn nữa không? Chắc còn nữa nè. Để cho nó đưa con sắt tầm này đi để đấy cho nó nhìn cả tôi sắp tiếp. Đó, rồi bỏ cái đấy qua chia ra chỉ chụp. Đâu nó trong đấy, nó trong đâu. Chị chụp thế 4. Chị này nắp vào vẫn trong. Vâng. Đậy nắp thì nó mới... Cái này gì đâu có cho củ cải cho nó ngọt không? Con nấu củ cải, ít đâu củ cải, nó cay cay không? Ít bắn cái gì ạ? Ít bắn. Hay không? Rồi, vậy nó đó. Teo lại chút xíu à? Chút xíu à? Ăn được đấy, để ăn thẳng tiếp. Cảm ơn nhưng mà, đây là đứa cha đỡ ra khỏi nó chết. Này, coi xem... cái này nó mềm dơ hơn hồi nãy rồi không? Chắc hơn rồi đấy. Quên cho vào nồi áp suất. Quên cho vào nồi áp suất, nó hầm cho nó nhừ thôi. Đúng rồi, mình cho vào nồi áp suất một lúc là nó nhừ hết. Đi ra ngoài à? Ok. Không bỏ vô cái tô này luôn này. Nhưng mà nó chín. À, cha bỏ vô cái đĩa đó không phải mang ra ngoài nhúng vô hả? Sao ăn cho kỳ ấy vậy? Kỳ cục vậy. Ba thể thịt bò tươi. Đấy. Mang ra ngoài đây tô vào cho thịt. Cửa ở trong này để xem cái ngoài đây.
Nhà muốn ăn ớt tươi hay là muốn ăn tươi hơn? Ớt tươi đi bỏ cho sống. Ớt ở cái ngăn đựng rau nó tô cho phình này, tô cho phình đó, hấp dẫn đâu. Đây vẫn còn đang thái dần, cho thử miếng này xem dai không. Mềm rồi, nhưng mà nó hơi vẫn còn rồi. Ok, nhai. Không hay bắt phone. Ớt à? Rồi tới Phượng làm tô cho Phượng à? Con này ăn ít thôi. Mình chắc tí tự mình cũng làm, ăn ít cái gì cũng ít. Wow, quá không cho giá chưa à? Trục giá. Ăn da sống. Nghĩ là ăn như vậy cho nó giòn. Cho tí hành vô. Hành vô. Tạm nước. Tới che đi. Thôi, làm đi, đi quay. Chưa, để em tự em làm. Tự em làm, chị ăn vô tố của chị không thôi, nó nguội hết rồi. Trục thịt bò luôn. Wow. Ăn nhiều quá. Sợ. Ăn nhiều vô cho nó ấm, bò ăn nó ấm. Ăn nhiều vô người nó tiêu. Sao không bỏ những cái tô này tay 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 ra để mình ăn đi nhiều. Múc một cái xương ống nữa, múc tủy béo lắm. Tí nó cho hút chả. Hả? Tí nó cho hút chả. Người đủ béo. Đấy, tô của Phượng. Ở nhà hả? Chắc phải lấy cái đây nước mắm nè. Thêm thêm nữa hả? Tại vì mẹ cái miệng của mẹ con thích ăn nhẹt. À. Cho nên là nếu mà anh cha mà thấy nhẹt thì cha nêm thêm. Em chị Trung nó sẽ làm nước mắm. Rồi nó cắt cái nước này nè. Bạn thật nhỏ. Cho lại không làm. Rồi tới lượt em làm bây giờ, cứ để đây đi. Không cho ai làm. Rồi cho Phi xong. Phở đặc biệt ở Regina ngon không? Ăn cho nó qua ngày. Wow, tái cái này mới ngon này. Tái hả? Gần đâu? Bỏ một miếng gần lên cái thìa nữa đây. Ui dồi ôi. Giá này. Giá này. Thiệt. Sao tô của chị ít nước vậy? Nó nở ra đấy. Nở ra. Ngon đâu? Nhạt đâu? Được. Thiếu gì? Rồi, bây giờ tới mình sẽ đi ra làm một tô phở đặc biệt chưa từng có. Rồi, ok, rồi, bây giờ sẽ cho, đây, mình lấy tay mình bốc, mình từng vầy bún cho vô đây. Ít bún thôi. Cho một cái đôi đũa này quăng lên. Chụp vặn lửa cho nó sôi sôi lên đây. À,
kiều quá. Rồi vặn cái này nhỏ nhỏ lại. Đấy, mình chỉ ăn từng vầy bún thôi. Đấy. À, ra đây cho xin tí giá. Ăn giá trụng đi. Là an toàn. À. Trộm. Đấy. Tắt bếp này luôn. Cho tí hàn bốc tay luôn nha quý vị. Bốc tay luôn. Đó. Giờ tới lượt là thịt đây. Trộn trộn lên. Rớt một cục hẹ ra đây. Đó, đây thịt bò. Ý là nước bò nhưng mà người ta cho xương gà vô. Bò mình bỏ vô tô luôn. Để cho nó ngọt nước. Đó. Bỏ vô tô luôn. Rồi, vặn nước. Vặn cái này lên cho nó sôi. Vặn nước nào này lên cho nó sôi. Lấy cái thìa này mà lại không có ăn, không có ăn hành, hành tươi đó. Đó, sôi lên chưa, quên để tẻ tẻ cái thịt này ra cho nó đều ra, xong rồi tưới nước vô. Đó. Rồi, sôi chưa? À, mọi người ơi, thấy cái xương không? Thấy xương không? Xương ống. Xương ống này. Đó, đây nó nhừ cho nó nước nó ngọt. Được chưa? Con làm cho. Được rồi, xong rồi, múc rồi cho nó sôi. Cho nó sôi cái đã. Sẽ ăn được miếng vậy. Hả? Ăn miếng vậy. Ăn tí tí vậy thôi. Đây. Đây, 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 để múc nhé. Sôi chưa? Cho nó sôi thật là sôi, cho nó... Cho cục tỉ. Thôi thôi, không ăn đâu, béo lắm. Nó là cục tỉ, nó nổi lên bệnh rồi. Đó, chị tưới tưới vào thịt. Tưới tưới vào thịt cho nó chín là xong. Đó. Đây, tô phở. Nữa, thêm tí nước nữa đi, thêm hai thìa nước nữa, nữa đi, chúng nó ngấm rồi. Rồi xong đây, tô của mình đây xong rồi nha quý vị. Ra đây vắt tí chanh, vắt tí chanh nè. Đấy, vắt tí chanh rồi, bê này ra bàn. Ui ui ui, nóng 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 nóng, ui. Đó. Sao, cho Vinh. Tới đâu? Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Ăn không đó, nói lên lời. Nó ngửi vô, nó ngửi cái ái nó ngon. Sao Phượng? Ngon. Ngon không? Ăn đi cha, ăn đi. Rồi, nước chấm. Cái đó là món gì gần đấy, 1, 2, 3, âm. Gần nó quay cái mặt. Còn 600 ngàn. Hả? 600 ngàn phần. Thôi giờ tắt máy, mời mọi người cùng ăn phở nha.